Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Khi mà các bạn đi tham quan những cái hội hoa xuân hay là những cái triển lãm cây cảnh thì mình thấy những cái cây hoa rất là đẹp. Thì hầu hết những cây này là cây hoa ghép ha. Một câu hỏi đặt ra là nếu mà bây giờ là khoảng tháng 3 thì mình ghép cây mai Tết này nó có bông hay không? Và hôm nay chúng ta cùng giải đáp cái câu hỏi này ha. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung ha. Trên tay mình hiện nay đây là một cái cây mai gốc nhớt và nó đang có hoa nha các bạn. Thì hôm nay mình ở đây mình xin chia sẻ với các bạn là một cái câu hỏi của các bạn đặt ra là nếu mà mùa này ghép mai thì cuối năm Tết có hoa hay không? Mình khẳng định với các bạn là có nha các bạn. Đây là cây mai gốc nhớt ha và nó đã có hoa. Thì cái này mình ghép mới trước Tết khoảng chừng 1-2 tháng thôi chứ không phải là cả năm đâu. Nhưng mà hoa nó mọc từ đâu và cái tuổi của cái nhánh mai để đạt được khi mà nó có hoa là khoảng bao nhiêu lâu? Và hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các bạn ha. Ở đây là hai cây nữa, nó đã có hoa nhưng mà hoa này bắt đầu tàn rồi các bạn. Đây, cây này là cũng gốc nhớt ha. Nó mới vừa ghép được vài tháng thôi. Là một cái cây gốc nhớt ha, cây cúc ha. Thì mặt cắt các bạn thấy đây nè, vị trí ghép nè, mặt cắt nó kéo sẹo nhưng mà nó chưa liền hẳn nữa nha các bạn ha. Cái nhánh của nó thì chưa được bằng ngón út nữa, tức là nó mới được khoảng chừng vài tháng tuổi sau khi ghép thôi. Đấy. Ở đây mình có cây hoa mai ngự sử đây các bạn, mình còn chưa tháo băng ghép luôn ha. Nó trắng nhưng mà cái cánh nó hơi vàng vàng ha, nó viền cái viền màu vàng. Ở đây là đại lộc, đây cũng gốc nhớt ha, gốc này thì cũng ngón út thôi, chưa tới. Đây gốc nhớt ha, còn đây là một cái cây gốc nhớt này các bạn đó, vậy mà nó cũng có hoa luôn, thấy chưa? Tức là mình trồng khoảng chừng 1-2 năm nếu mà đối với cây zin là đã có hoa rồi. Cái nhánh mà mình cắt ghép á thì trong vòng 1 năm nó sẽ có hoa ha. Rồi vậy thì cái cây mai của mình ở khoảng bao nhiêu tuổi là nó có hoa ha? Thì ở cái bo ghép cái nhánh á, nó khi mà nó cắt từ cái cây nó ghép qua thì á, cái hoa nở trên cái bo ghép, trên cái nhánh ghép ha, nên là cái tuổi của cái nhánh nó bắt đầu từ bên cây mẹ rồi. Thì á, khi mà mình cắt cái bo á, là nó đã được vài tháng tuổi rồi các bạn. Thì khi mà mình quét ghép qua cây mẹ đến cuối năm nhánh nó già lại thì nó sẽ có nụ và nó cho hoa ha. Hoa nó phụ thuộc vào thời tiết và cách chăm sóc của mình. Khi mà cây của mình khỏe, nó đủ sức thì nó sẽ có hoa. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, nếu mà các bạn vừa mới ghép cây nó khoảng chừng 1 năm á thì các bạn cũng không nên để hoa ha. Như những cái này á, mình cho nó đổ coi thử cái mặt hoa thôi. Rồi sau đó mình sẽ ngắt bỏ cái hoa đi. Rồi tại vì sao vậy? Tại vì á, khi mà mình để hoa nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cái bo ha, và cái bo nó sẽ không có đâm đọt. Khi mà các bạn muốn kích thích cái mà nhánh ghép á, nó phát triển nhanh thì bắt buộc mình phải dừng cái quá trình sinh sản của nó lại. Ra hoa là quá trình sinh sản của cây mai ha, nên mình phải ngừng lại và nó sẽ tiếp tục quá trình sinh trưởng thì á, cái cây nó mới phát triển tốt được. Nên khi mà cái cây gốc nhớt của các bạn á, nó ra hoa thì bạn phải ngắt bỏ cái hoa đi để nó tiếp tục phát triển. Còn nếu mà như cây gốc lớn á, thì cái gốc phôi nó khỏe mạnh thì nó sẽ tiếp tục nó đẩy cái bo nó phát triển. Và nếu mà cái bo của các bạn á, cái quá trình phát triển nó kéo dài thì có thể là nó trễ hoa. Trễ hoa là sao? Tức là bây giờ bạn ghép vô xong bạn bón phân bón thuốc không đúng cách thì cái quá trình sinh trưởng của nó kéo dài. Đáng lẽ tới mà khoảng chừng tháng 8, tháng 9 thì cái bo nó phải già lại, lá già lại và nó ảnh hưởng bởi thời tiết thì nó sẽ già cây lại và nó bắt đầu nó tiến hành quá trình sinh sản ha. Và nó sẽ bắt đầu nó cho nụ cho hoa. Thì nên là cái gốc mà cây mai á, các bạn ghép á, khoảng chừng 1 năm là nó sẽ có hoa nha các bạn. Nếu mà cái cây á, cây nguyên thủy luôn á, mà các bạn chăm á, bình thường tươi tốt thì khoảng 2 năm sẽ có hoa. Còn đối với nhánh ghép thì nó sẽ nhanh hơn ha. Do cái tuổi của cái bo ghép nó đã có tuổi sẵn ở cái cây mẹ rồi, nên khi mà mình cắt là chắc chắn ra hoa. Giống như là các bạn xả tàn vậy, các bạn xả tàn có phải là các bạn cắt cái thân cây mẹ và nó đâm ra những cái tàn, những cái tược mới thì đến cuối năm nó vẫn cho hoa, nên chúng ta mới xả tàn vào đầu năm và
cuối năm Tết chúng ta có hoa. Vậy thì hôm nay mình đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc là cây mới ghép 1 năm hoặc là cây bây giờ tháng 3 này mình mới ghép vô thì cuối năm có hoa hay không. Thì mình sẽ xác định với các bạn là có hoa ha. Các bạn bây giờ nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn cải tạo những cái giống, giống như là mình thấy những cái giống mà mai của mình nó đang hiện tại là 5 cánh, thì mình sẽ cắt những cái hoa mình thấy đẹp hoặc là mình mua cái giống về mình cắt và mình ghép qua để mình cải tạo giống, cuối năm mình sẽ có một cây mai có hoa đẹp ha. Rồi hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn bấy nhiêu đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại và chào tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa có bấm đăng ký thì vui lòng bấm nút đăng ký ha, để mà đăng ký cái video này. Và nếu mà các bạn nào thấy cái video này của mình hữu ích cho các bạn thì các bạn vui lòng bấm nút like cho mình ha, để ủng hộ tinh thần của mình. Mình sẽ tiếp tục ra những cái video tiếp theo để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Cảm ơn các bạn.